vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Tạp chí Thể thao được phát sóng định kỳ vào tối chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên hai kênh Đà Nẵng TV 1 và Đà Nẵng TV 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Thưa quý vị, từ lâu thành phố Đà Nẵng đã là một sự lựa chọn không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước vào mỗi dịp hè. Đến với thành phố được xem là đầu biển cuối sông này thì du khách sẽ có cơ hội tận hưởng những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng với biển xanh, cát trắng nắng vàng. Bên cạnh việc được hòa mình vào làn nước trong xanh, khi đến đây du khách còn được trải nghiệm những môn thể thao vô cùng thú vị như là dù lượn, đua thuyền hay là lướt ván. Và trong chương trình Tạp chí Thể thao số 6 này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hai môn thể thao mới đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của du khách, đó là water skiing và wakeboarding. Một buổi sáng với anh Đào Đặng Công Trung đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi anh được đi ra bãi biển Phạm Văn Đồng, hòa mình vào dòng nước mát, bùng xõa cùng những con sóng biếc và chơi những môn thể thao cùng với những người bạn của mình. Cùng với những môn thể thao biển quen thuộc như dù lượn, phao chuối, cano lướt sóng, jet ski đã được đưa vào tập luyện và khai thác tại các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, thì những bộ môn thể thao khai thác lợi thế của biển như water skiing hay wakeboarding đã được du nhập và bước đầu được một số nhóm chơi và tập luyện thường xuyên. Bộ môn thể thao nước mà chi tiết hơn là water ski, wakeboarding và surfing. Nhưng mà những cái môn này thì riêng water ski thì cần có gọi là có một cái lực kéo rất là mạnh từ cái động cơ hoặc là từ một cái kính diều gió mạnh thì sẽ chơi được. Bên cạnh đó thì có một cái wakeboarding, thì một cái ván ở phía kia thì mình cũng sẽ chơi được bằng cái động cơ hoặc là gió kéo. Surfing thì cũng được, những cái ngày mà gió lớn thì có sóng cao trên 1,5 m thì mình cũng sẽ dùng surf được. Nếu mà không có sóng thì mình cũng có thể dùng những cái dụng cụ có động cơ để mình kéo. Thì đó là những cái trò chơi rất là mới mẻ và rất là vui. Mình chơi trò chơi này từ năm 2001 tới bây giờ. Đồng đội của mình hôm nay là anh Phạm Hùng Vĩ, anh đang sợi dây kia. Thì anh cũng là một trong những người chơi thể thao nước rất là sành sỏi của Đà Nẵng, Hội An. Tuy khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng wakeboarding là một môn thể thao rất phổ biến ở nước ngoài. Đây là trò chơi mà bạn sẽ đứng trên một tấm ván trượt gọi là wakeboard và được du thuyền, cano lướt sóng kéo đi trên mặt nước. Wakeboard thường có hình chữ nhật nhỏ và hẹp, có một đôi giày được cố định trên mặt ván. Môn thể thao này vô cùng dễ chơi, không đòi hỏi dùng sức quá nhiều. Chỉ cần nắm một vài kỹ thuật đơn giản thì ai cũng có thể chơi được. Chơi wakeboarding cũng là cơ hội tốt để tụ tập bạn bè và gia đình cùng xuống nước, vui đùa và trò chuyện để tạo không khí gắn kết hơn. Để đến với thể thao biển Đà Nẵng thì mọi người thường rất là thích thú với Đà Nẵng có sóng và gió. Và ngoài các cái môn thể thao như dù bay thì có cái môn là kéo lướt ván. Thì ở biển Đà Nẵng rất là êm vào buổi sáng nên mọi người có thể trải nghiệm và vui vẻ với thể thao. Ngoài wakeboarding, anh Trung và nhóm bạn còn giới thiệu môn trượt nước là water skiing, cũng được xem là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới. Trong môn này, bạn sẽ đứng trên ván trượt như trượt tuyết và được kéo lướt trên mặt nước bởi du thuyền. Có một vài mẹo vặt bạn cần nhớ khi chơi trượt nước, đó là luôn đứng cong gối, giữ tay cong và để thuyền kéo bạn về phía trước, ngã người về phía sau để giữ trọng lực, thở nhịp nhàng như bình thường. Cuối cùng có thể thử rẽ sang một bên thật nhẹ nhàng khi bạn đã quen với lực kéo và giữ được thăng bằng tốt. Rất là phê, nó phê về sức khỏe, nó phê về tinh thần, nhất là những cái trời sóng như thế này. Rất là khó chơi, nếu không có kinh nghiệm, nếu không phối hợp nhịp nhàng là anh sẽ ngã ngay. Mà bạn có thể thấy khi lúc nãy mình bị ngã bởi một con sóng rất là lớn, nó dập mà mình đứng không vững, mình phải thả cho an toàn. Hiện tại những cái bộ môn lướt ván, lướt sóng, lướt ván diều, dù bay, wakeboarding hoặc là những cái bộ môn khác liên quan thì đang bắt đầu phát triển. Và mỗi ngày nó phát triển rất là nhanh bởi những cái người tự chơi và những người tổ chức ở đây. Chẳng hạn như đây có dù bay, có phao chuối, có jet ski là những cái bộ môn mà thông dụng. Bên cạnh đó thì có những cái sup, chèo sup cũng đang phát triển và những cái bộ môn khó hơn như water ski
Thì hiện tại mình cũng đang phụ trách phát triển và dạy cái môn lướt ván cũng như là lướt ván diều cho những cái bạn trẻ ở Đà Nẵng, ai có nhu cầu muốn học, muốn tham gia, muốn cùng chúng tôi chơi những cái bộ môn mới lạ của Việt Nam này. Thật tuyệt vời khi có thể kết hợp giữa tận hưởng được vẻ đẹp, những giá trị của biển Đà Nẵng và rèn luyện thể chất, tinh thần qua những bộ môn thể thao biển như water skiing hay wakeboarding. Ngoài hai môn trên, những môn thể thao khác gắn liền với địa hình biển như lặn với ống thở, kayak, ván lướt dù kéo, dù lượn cũng đang được thử nghiệm và tổ chức tập luyện, thi đấu tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Những bộ môn thể thao biển mạnh mẽ, hấp dẫn và sôi nổi này đã thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ của người dân và du khách gần xa, đồng thời cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp và không khí sôi động cho các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, sau những giờ học tập căng thẳng, thì thể dục thể thao là một trong những lựa chọn hàng đầu được các bạn sinh viên sử dụng để thư giãn, giải tỏa áp lực. Tham gia các hoạt động thể thao vừa là giúp các em có được một sức khỏe tốt để học tập, vừa có được cơ hội quen biết thêm nhiều bạn bè. Và những hình ảnh sau đây sẽ phần nào cho chúng ta thấy được điều đó. Đây là những hình ảnh quen thuộc tại khu vực thể thao trường Đại học Đông Á vào những buổi chiều. Sau những giờ học tập căng thẳng, các bạn sinh viên không phân biệt nam hay nữ, cùng lớp hay khác lớp và có thể trở thành đồng đội của nhau trên các sàn đấu. Một khu thể thao với sân bóng đá mini, bóng rổ và bóng chuyền nhanh chóng được lấp đầy. Không cần đồng phục, thậm chí cũng không cần đến giày. Tất cả đều hòa mình vào môn thể thao mình yêu thích. Trên sân, dù những pha phối hợp chưa được nhịp nhàng ăn ý, song quan trọng từ những hoạt động thể thao như thế này để giúp các em có được cơ hội mở rộng mối quan hệ, biết được nhiều môn thể thao, biết được nhiều bạn bè hơn, cũng như giúp mỗi sinh viên có được sức khỏe để học tập tốt hơn. Khi sau những giờ học căng thẳng ở trên trường và lớp, để được ra đây cùng chơi cùng các bạn và được giao lưu giữa các lớp và các khoa với nhau, cùng sau những cái giờ căng thẳng và mệt mỏi, em rất vui vì nhà trường đã đầu tư cho chúng em một sân bóng rất là tốt về mặt sân lẫn như cơ sở vật chất. Bởi vì về sinh viên của bọn em thì còn rất có nhiều khó khăn về kinh phí. Vì vậy có một sân bóng không tốn tiền như vậy thì bọn em cảm thấy rất vui. Sau mỗi giờ học thì em thường ra sân bóng rổ để vui chơi cùng các bạn, để giải tỏa những căng thẳng khi sau mỗi lần học tập. Câu lạc bộ bóng rổ đã giúp em có thêm nhiều bạn bè hơn, cho em thoải mái hơn sau những giờ học mệt mỏi. Bóng rổ đã giúp em biết nhiều hơn về bộ môn thể thao này, cho em biết cách chơi như thế nào, luật của nó như thế nào và cho em tham gia những giải đấu thật là bổ ích ạ. Được biết ngoài bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, sinh viên nhà trường còn tham gia các câu lạc bộ võ thuật như Taekwondo hay là Vô Vi Nam. Hàng năm, nhân các ngày lễ lớn của đất nước, khoa giáo dục thể chất nhà trường thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ cho sinh viên và cán bộ giảng viên thi đấu với nhau, từ đó giúp các em có thêm nhiều sân chơi vui khỏe hơn. Và thông qua các giải đấu, những em có năng khiếu được phát hiện, tuyển chọn vào đội tuyển của nhà trường, tham gia thi đấu với các trường bạn và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Thì các em có một cái sân chơi rất là tốt và các em đã thành công trong những cái giải sinh viên lớn, giải VOV toàn quốc. Thì năm ngoái thì trường đã vô địch cái giải này và đại diện cho khu vực miền Trung tham gia cái giải toàn quốc tại Hà Nội. Năm 2019 thì thầy và trò trường Đại học Đông Á đã cố gắng tập luyện để duy trì cái thành tích đã đạt được trong năm 2018. Thông qua những hoạt động thể thao để giúp các bạn sinh viên có được những phút giây thư giãn sau những giờ học tập trên lớp, cũng như giúp nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho sinh viên, có phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyên mục tạp chí thể thao kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ sau.